Bài hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với các cái chế độ hiệu chỉnh nâng cao của khối poly. Thì để hiệu chỉnh nâng cao chúng ta làm như sau. Các bạn khởi tạo thêm một khối sphere. Để chuyển một hoặc nhiều khối qua cái chế độ hiển thị nâng cao đó thì chúng ta chuột phải vào cái khối đang chọn. Các bạn chọn tùy chọn Convert to Edit Table Poly. Khi chúng ta tùy chọn qua cái tùy chọn này này thì chúng ta sẽ có 5 chế độ hiệu chỉnh để chúng ta hiệu chỉnh. Bây giờ tôi sẽ chuyển đổi. Thì ngay bên Modify này nó đã có cho tôi 5 chế độ hiệu chỉnh này rồi. Thì đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn với các bạn các cái cách làm quen với 5 chế độ này. 5 chế độ này ứng với số 1 tới số 5 trên bàn phím, đó chính là phím tắt của nó. Bây giờ tôi chọn đỉnh, tức là tôi sẽ chọn vào những cái đối tượng mà chúng ta có những đỉnh xanh này này. Chúng ta có thể di chuyển hay biến dạng dùng các cái lệnh bên Modify tác động nó. Thì tương tự chúng ta có thể chọn cái cạnh này, hoặc là chọn cái đối tượng đường border, là đường biên. Để tạo đường biên thì chúng ta có thể xóa một cái bề mặt đi. Để chúng ta chọn đường biên thì đây chính là cái đường biên. Tiếp theo chúng ta có thể chọn cái polygon, các cái mặt phẳng. Các bạn cũng có thể nhấn Ctrl để chọn thêm, hoặc chúng ta kéo chọn. Còn element là toàn bộ yếu tố, tôi chọn element và bấm vào thì nó sẽ chọn luôn các cái đối tượng của chúng ta. Trước hết tôi sẽ giới thiệu đến các bạn về chọn đỉnh đầu tiên. Đầu tiên chúng ta nhấn số 1 trên bàn phím để chọn đỉnh. Hoặc là các bạn bấm dấu cộng ở đây, chúng ta có thể chọn vertex chính là đỉnh. Để chọn đỉnh chúng ta có thể chọn một cái đối tượng, hoặc các bạn kéo chọn nhiều đối tượng một lúc. Các bạn có thể tác động lệnh di chuyển, các bạn có thể xoay, hay dùng một cái lệnh nào đó chúng ta học để tác động lên cái đối tượng này. Ở tùy chọn đỉnh này nó có các kiểu chọn như sau. Nếu như tôi không check vào cái thành phần đồng ý bỏ qua mặt sau, tôi kéo chọn đối tượng thì tôi thấy rằng ngoài nó chọn các bề mặt phía trước của tôi thì nó còn chọn cả cái bề mặt ở phía sau nữa. Bây giờ chúng ta check vào cái tùy chọn đồng ý bỏ qua mặt sau, chúng ta vẫn kéo chọn và thấy rằng nó chỉ chọn ở vùng chúng ta nhìn thấy thôi, còn ở vùng đằng sau không nhìn thấy nó sẽ không chọn. Thì trong quá trình mô hình thì chúng ta chú ý phần này để lựa chọn các đỉnh sao cho tốt nhất. Tôi sẽ bỏ tùy chọn này đi. Ở dưới này nó cho chúng ta các cái tùy chọn xem trước, review selection. Nếu mà nó để off thì chúng ta thấy rằng các bạn chọn một đỉnh, nó sẽ báo cho các bạn biết rằng cái đỉnh chúng ta đang chọn là bao nhiêu. Chọn sub object thì ngoài chọn cái đỉnh này, các bạn trỏ thêm vào đỉnh khác mà các bạn không chọn thì ở dòng dưới này nó báo là cái đỉnh chúng ta đang đứng ở vị trí bao nhiêu. Multi, tôi chọn đỉnh. Ngoài chọn đỉnh ra chúng ta có thể bấm vào cái mặt phẳng để chọn luôn mặt phẳng, hoặc là chọn luôn cạnh. Đây là chế độ chọn tự động. Tôi sẽ để chế độ này ở dạng off. Edit vertical, chúng ta có thể chỉnh sửa vào cái đỉnh này. Tôi chọn một đỉnh. Nếu như các bạn nhấn phím delete trên bàn phím, chúng ta sẽ làm rỗng một bề mặt đó. Tôi có thể chọn một đỉnh và nhấn phím delete. Các bạn thấy rằng bề mặt của chúng ta ở đây đã rỗng rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy bên trong. Nhưng với cái lệnh remove, chúng ta có thể xóa đỉnh nhưng mà vẫn giữ được bề mặt. Thì cái sự khác biệt của hai cái lệnh delete trên bàn phím và remove thì các bạn phải nắm được để ứng dụng trong từng cái công việc của mình. Tôi bấm remove, bề mặt vẫn tồn tại và chúng ta không nhìn thấy bên trong. Ngoài ra chúng ta có thể bẻ gãy lên cái đỉnh bằng phím break. Chúng ta bẻ gãy, các bạn chọn một cái đỉnh, chúng ta bấm break, bẻ gãy. Chúng ta sẽ chọn lại cái đỉnh này. Các bạn có thể kéo lên để mở cái đỉnh này ra. Chúng ta bẻ gãy một lên cái đỉnh này là chúng ta có 4 cái điểm, bởi vì nó gồm 4 cái mặt phẳng ở đây. Bẻ gãy lên kết xong chúng ta có thể hàn nó lại. Tôi nhấn Alt xoay qua. Ở đây tôi có hai đỉnh, tôi chọn đỉnh thứ nhất. Ctrl chọn đỉnh thứ hai. Tôi hàn hai đỉnh này như sau. Các bạn bấm vào cái hộp thoại setting này, chúng ta tăng cái cường độ hàn lên. Thì các bạn sẽ thấy rằng hai đỉnh này nó sẽ hàn tại trung đoạn được tạo bởi hai đỉnh này. Chúng ta tăng lên. Lập tức nó hàn cho chúng ta. Đồng ý chúng ta đánh dấu check màu xanh này. Ngoài cách hàn trên, chúng ta có cách hàn thứ hai như sau. Tôi một cái đỉnh này, hàn vào cái đỉnh này. Thì chúng ta dùng cái tùy chọn target well. Các bạn chọn target well, bấm vào đỉnh thứ nhất, giữ chặt chuột trái, kéo vào đỉnh thứ hai rồi bỏ tay ra. Thì chúng ta đã hàn đỉnh lại rồi, nó đã như vị trí ban đầu rồi. Ở tùy chọn connect, các bạn khoát cái tùy chọn target well này ra, chúng ta chọn hai cái đỉnh, hai hoặc nhiều đỉnh, bấm connect thì nó sẽ tạo một đường thẳng nối giữa hai đỉnh này. Các bạn chú ý rằng khi tôi bấm thế này, khi chọn connect nó không có hiện tượng xảy ra cả, bởi vì phần mềm 3D Max sẽ không tạo cái sự connect
Khi mà chúng ta có cái đoạn chặn ở đằng trước, attitude chính là lệnh chúng ta sẽ đẩy các đỉnh này lên và tạo cho nó một cái độ rộng về cái chân đỉnh. Các bạn nhấn phím Ctrl A, chúng ta chọn hộp họa setting để attitude, thì lập tức cái đối tượng của chúng ta, các bạn nhìn theo, nó như một con nhím vậy. Chúng ta có thể tăng cái cường độ của nó lên, cao hay thấp, âm vào hay không, và cái độ rộng của cái phần chân đế dưới như cái kim tự tháp này, hẹp lại hay rộng lên. Nếu đồng ý thì các bạn cũng có thể check cái dấu này, còn không thì tôi can, tôi không đồng ý. Để hiểu đối tượng chamfer này, tôi sẽ add chút một cái đối tượng thôi để dễ quan sát. Tôi tăng lên, tôi đồng ý. Sau đó tôi bấm vào hộp thoại chamfer ở đây, nó sẽ làm vắt xéo các cái đối tượng cạnh các bạn. Tôi chọn một cái đỉnh này thôi, các bạn thấy rằng nó đã vắt xéo rồi, cường độ ở đây. Đồng ý thì chúng ta check vào đây là xong. Add tag và delete tag thì các bạn đã có lần làm quen rồi, bởi vì chúng ta sẽ gắn các đối tượng khác cùng với đối tượng này thành một đối tượng. Các bạn liên tưởng tới bài tập 2D, các bạn đã add tag stream well về chút, thì chúng ta cùng nhau tham khảo lại cái lệnh add tag này. Tôi sẽ không nhắc lại đây nữa và tôi sẽ đi vào những cái lệnh mới hơn. Ở đây chúng ta có thành phần slide plane, tức là chúng ta sẽ tạo cái mặt khoảng cắt. Khi tôi kích hoạt slide plane thì chúng ta có một cái biên dạng mặt phẳng màu vàng này, chính là mặt phẳng cắt. Nó cắt và nó sẽ tạo thêm lưới cho đối tượng này. Nếu như tôi muốn kéo đối tượng mặt cắt này lên, tôi kéo lên. Tôi muốn tạo thêm lưới ở cái chỗ này, tôi bấm slide, coi như tôi ấn định, tôi tạo mặt cắt. Chúng ta có thể xoay mặt cắt này và tạo rất nhiều mặt cắt ngang dọc chéo cũng được. Nếu như tôi check vào chữ split, sau đó tôi bấm slide, thì cái đối tượng mặt cắt này nó sẽ tách riêng các đối tượng này cho tôi bằng cách tôi bấm split, tôi bấm slide. Sau đó chúng ta về tùy chọn số 5 element, chọn đối tượng này. Bây giờ các bạn có thể kéo ra để thấy cái hiệu ứng của nó. Quick slide tức là chúng ta sẽ tạo một cái đường thẳng cắt nhanh. Tôi chọn quick slide, bấm vào cái điểm thứ nhất, kéo điểm thứ hai ra, thì đối tượng này cũng cắt xuyên cho chúng ta, cắt xuyên từ trước qua sau. Thì mỗi cái lệnh cắt này nó sẽ ứng dụng trong một cái trường hợp nhất định của chúng ta. Cut thì nó chỉ cắt cái đối tượng này ở cái vùng chúng ta nhìn thấy mà thôi. Tóm lại nó sẽ cắt trên cái mặt phẳng. Tôi chọn cut và chọn cắt từ đây qua đây chẳng hạn, đây qua đây. Nó không hoàn toàn cắt cái mặt sau của chúng ta, nó chỉ cắt mặt chúng ta nhìn thấy mà thôi.